cuộc đời buồn thương khi sống riêng cho mình. Những gì đang có như gió cuốn mây trời, như bọt bèo trôi lơ lửng mà đời dương thế. Chúa ơi có gì đâu, một quãng tươi màu để rồi qua mau, một kiếp con người chỉ là hạt sương sớm tan dưới nắng hồng, chỉ còn lại hư lòng cây trong hy vọng giao nơi Chúa. Lời Chúa gọi mời này con hãy ngước lên, chính Chúa sẽ là hết mọi sự cho con. Có cùng như không là trong tinh thần Chúa, như thể hoa sen giữa bùn không nhuốm tanh, lòng đừng đua tranh bao tính toan danh lời. Cuộc đời phù hoa trong phút chốc phai nhòa, sẽ chẳng còn chi tất cả tàn suy. Lời Chúa gọi mời này con hãy ngước lên, chính Chúa sẽ là hết mọi sự cho con. Lời Chúa gọi mời này con.